Cũng trong sáng nay, Công an thành phố Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác đảng, công tác kiểm tra giám sát và công tác công an 6 tháng đầu năm 2021 dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đến dự và phát biểu chỉ đạo. Trong 6 tháng đầu năm, tình hình tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn thành phố tiếp tục được kiểm soát, kiềm chế. Phạm pháp hình sự xảy ra 199 vụ, giảm 5,2% so với năm 2020. Công an thành phố đã chủ động tấn công trấn áp mạnh các loại tội phạm, không để tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen. Tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 87,4%, cao hơn chỉ tiêu Bộ Công an giao 12,4%. 100% vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đều được kịp thời đấu tranh khám phá nhanh, chặn đứng nhiều đường dây mua bán, tàn trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy vào địa bàn thành phố. Phát hiện và khởi tố các vụ án liên quan đến lĩnh vực kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, tội phạm công nghệ cao. Đáng chú ý, trong công tác phòng chống dịch COVID-19, lực lượng công an thành phố đã kịp thời giải quyết nhiều vụ việc tập trung đông người, vi phạm quy định phòng chống dịch, xử lý trên 110 người nước ngoài vi phạm các quy định về xuất nhập cảnh, khởi tố 8 vụ, 39 bị can có hành vi môi giới, móc nối, tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh và ở lại Việt Nam trái phép dưới danh nghĩa chuyên gia. Công tác tổ chức xây dựng hai dự án lớn là cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp quản lý căn cước công dân được triển khai quyết liệt, hiệu quả, đạt tỷ lệ 98,8%, được Bộ Công an biểu dương đánh giá cao. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đã biểu dương và đánh giá cao tinh thần nỗ lực của lực lượng Công an thành phố trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đặc biệt là dịp Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, cũng như trong điều kiện tình hình dịch bệnh COVID-19 phức tạp. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề cập đến những vấn đề nổi cộng như tội phạm lợi dụng tình hình dịch bệnh phức tạp để hoạt động phạm tội có tổ chức, đường dây. Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ chỉ đạo các cơ quan có liên quan chủ động phối hợp chặt chẽ hơn với Công an thành phố trong quản lý, cấp phép cho số chuyên gia, lao động người nước ngoài, tránh tình trạng lợi dụng nhập cảnh vào thành phố, núp bóng thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Cần phải quyết tâm hơn nữa để mà đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trong cái bối cảnh mà tình hình kinh tế xã hội như thế, đối tượng nó vi phạm càng ngày càng tinh vi, mà nó còn liên kết, liên vùng nữa. Chứ không phải là nó đơn độc một mình, mà có nhiều cái tội phạm có yếu tố nước ngoài, yếu tố công nghệ cao v.v. Chủ động nắm, dự báo kịp thời tình hình thế giới khu vực để có một cái sự tham mưu cho lãnh đạo thành phố, Bộ Công an trong công tác chỉ đạo. Những vấn đề phức tạp trên các lĩnh vực như là chính trị, kinh tế, văn hóa, an ninh, đối ngoại, hoạt động các loại tội phạm và các tệ nạn xã hội. Cái này là nhiệm vụ thường xuyên và công chí phải quan tâm để đừng để bị động bất ngờ và đấu tranh một cách quyết liệt. Khi chúng ta làm tốt công tác xây dựng đảng thì chắc chắn rằng là công tác chuyên môn của chúng ta sẽ đạt kết quả tốt. Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã tặng bằng khen cho 6 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá các chuyên án ma túy, các vụ việc tổ chức cho người nhập cảnh Việt Nam trái phép, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn. Thưa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố đã tặng bằng khen cho 5 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phá chuyên án, tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng dưới hình thức cá độ bóng đá.